Rồi, xin kính chào tất cả anh chị ha. Buổi trước đó mình đã tìm hiểu đến câu 3, 203. Thì ngày hôm nay mình bắt đầu là tìm hiểu tiếp theo của phần chữ là câu 204. Thì từ câu 204 trở đi thì mình sẽ tìm hiểu một số chức năng cơ bản của bộ phận của xe. À, anh chị lưu ý ha. Thì câu 204, trong các loại nhiên liệu dưới đây, loại nhiên liệu nào giảm thiểu ô nhiễm môi trường? Anh chị lưu ý giúp em cái từ khóa ô nhiễm môi trường ha. Thì xăng, đáp án thứ nhất, xăng và dầu diesel. Thì hiện tại xăng và dầu diesel là loại nhiên liệu mình đang sử dụng đúng không? Mà muốn giảm thiểu ô nhiễm môi trường nữa thì mình sẽ sử dụng một loại nhiên liệu khác. Anh chị đi vào cây xăng, nơi đổ nhiên liệu của mình á, thì trước kia mình sẽ thấy một cái dòng đó là E5 đúng không? Thân thiện với môi trường, là những gì? Xăng sinh học và khí sinh học là những cái gì giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thì liên quan đến sinh học giúp em là xăng sinh học và khí sinh học nha. Rồi câu 205, trong các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu khi chạy xe, khi chạy xe anh chị muốn tiết kiệm nhiên liệu thì mình phải làm sao ha? Thứ nhất, bảo quản xe theo định kỳ, làm cho các chức năng của xe trơn tru hơn, các chi tiết của xe nó trơn tru hơn ha. Có lộ trình trước khi chạy xe, có kế hoạch lộ trình trước, chẳng hạn như mình lập được kế hoạch đi một con đường thẳng hay sao đó, thì có kế hoạch trước thì đỡ một phần hiêu tao nhiên liệu hơn ha. Rồi thứ hai, kiểm tra áp suất lốp theo định kỳ, có nghĩa là áp suất lốp của mình mà cứng á, thì mình là chạy xe tốc độ nó giọt hơn đúng không, lượng tiêu hao nhiên liệu nó sẽ ít hơn. Áp suất lốp mà mềm á thì xe nó sẽ ì hơn, thì sẽ lượng nhiên liệu sẽ bù lại tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Anh chị lưu ý ha, chạy xe với tốc độ phù hợp với tình trạng mặt đường và mật độ giao thông trên đường, chẳng hạn như từ chạy xe mình luôn giữ điều ga, thay vì lên xuống ga liên tục thì sẽ hao nhiên liệu hơn. Anh chị lưu ý ha, cả hai đáp án 1 và 2 đều thỏa mãn yêu cầu của bài toán là tiết kiệm nhiên liệu, nên mình chọn ý số 3, cả ý 1 và ý 2 giúp em ha. Câu 206, khi động cơ ô tô đã khởi động, muốn điều chỉnh ghế của người lái xe phải để cần số ở vị trí nào? Tại vì khi mình điều khiển xe ô tô thì chẳng hạn như xe nhà của mình đi, thì vị trí ghế lái của mình á, thì luôn để sẵn, một mình lái thôi thì nó có kích thước sẵn rồi đúng không, thì mình ngồi lên mình lái thôi. Khi mà đi học lái xe ô tô hoặc là bữa mình đi thi ha, thì điều đầu tiên lên thì mình phải chỉnh ghế, cho cái tư thế ngồi của mình á nó là thoải mái nhất. Anh chị lưu ý ha, chân và tay thoải mái nhất để điều khiển càng đạp chân con và chân thắng, chân phanh ha. Rồi khi mà ô tô đã khởi động thì tuyệt đối anh chị ha, khi muốn điều chỉnh gối chỉnh ghế á, thì cần số tuyệt đối không để ở vị trí có số mà để ở vị trí là NB hoặc vị trí số 0 giúp em ha, NB vị trí số 0 hoặc là số 0 ha. Câu 207, khi dùng hệ thống phanh dừng cơ khí điều khiển bằng phanh tay, người lái xe cần phải thực hiện các thao tác nào? Anh chị nhớ cho em nè, dừng phanh tay có nghĩa là phanh tay của mình, đối với như dòng xe phổ thông của mình, phanh tay luôn ở vị trí bên phải của người lái, vị trí giữa đúng không, giữa ghế người lái và ghế ngồi trước ha. Khi mà muốn nhả hệ thống phanh dừng cơ khí hay gọi là phanh tay thì điều đầu tiên mình phải dùng lực tay phải, anh chị lưu em, dùng lực tay phải bóp khóa hãm, đẩy cần phanh tay về phía trước, tại vì trên cái cần phanh tay của mình nó sẽ có một cái nút khóa, giống như cái biết của mình nè, nút khóa mà mình khi mình khóa phanh tay là mình kéo lên, đúng không, khi nào cứng thì có nghĩa là mình đang khóa phanh tay, còn khi nào mình nhả phanh tay có nghĩa là mình bóp khóa hãm kéo lên và đẩy xuống ha. Anh chị giúp em ha, dùng lực tay phải bóp khóa hãm, đẩy cần phanh tay về phía trước hết hành trình. Nếu khóa hãm bị kẹt cứng phải kéo cần phanh tay về phía sau, đồng thời bóp khóa hãm. Anh chị lưu ý những cái từ khóa màu đỏ giúp em ha, chọn ngay đáp án số 2 luôn ha, em vừa mới phân tích xong. Câu 208, khi khởi hành ô tô sử dụng hộp số cơ khí trên đường bằng, người lái xe cần thực hiện các thao tác theo trình tự như thế nào? Tới đây thì em sẽ giới thiệu sơ qua về cái tay nắm số của một số loại cơ bản phổ thông nhất ha, đối với dạng xe số sàn,
anh chị xem ha, mình giờ mình trở lại file mẹo. Rồi, đây là hai dạng tay nắm số phổ thông nhất của mình ha, đối với xe số sàn của mình ha. Đây là dạng có 5 số, số thuận. Còn đây là dạng có 6 số và chữ số R là số lùi của mình á, nằm ngay vị trí số 1. Là khi đó trên tay nắm số của mình sẽ có một cái nút khóa. Anh chị lưu ý ha. Nếu thông thường mình đạp hết con, đẩy thẳng lên, đó là ép chắc là ép sát vào trái nè, đẩy thẳng lên nè, thì là số 1. Nếu trường hợp mình bóp cái khóa ở dưới tay nắm số thì nó sẽ chuyển thành số R là số lùi ha. Rồi, thì từ trái sang phải nếu mình mở cửa vào, đây là những cái cơ bản ha. Anh chị nào đã tiếp xúc về xe rồi thì hầu như đã biết rồi. Một số anh chị là chưa tiếp xúc vào xe thì em sẽ nói cơ bản trước ha. Từ trái sang phải khi mở cửa ra, cửa ngay chỗ người lái á, thì dưới chân của mình sẽ có 3 cần. Thứ nhất là cần chân con, ở giữa là cần chân phanh, bên phải trong cùng nó là cần chân ga. Anh chị nhớ ha, con thắng ga. Chân trái của mình sẽ điều khiển bàn đạp chân con, chân phải của mình sẽ điều khiển bàn đạp chân phanh và chân ga. Anh chị lưu ý ha. Nếu trường hợp mà xe số tự động nó sẽ không có bàn đạp chân con thì chân trái mình sẽ không hoạt động anh chị ha. Chân phải vẫn điều khiển bàn đạp chân phanh và chân ga. Nguyên tắc hoạt động của xe số sàn của mình, chân con để dùng để làm gì nè? Khi muốn khởi động, tăng vào số, tăng số, giảm số thì mình bắt buộc phải đạp hết hành trình bàn đạp ly hợp chân con, hay còn gọi là đạp hết con hay là cắt hết con ha. Khi đạp hết con thì mình bắt đầu vào số, sang số, tăng số, giảm số được nha anh chị. Hoặc là khi muốn khởi động phải cũng phải đạp hết con giúp em ha. Rồi, bây giờ mình trở lại câu hỏi của mình. Câu hỏi 208. Khi khởi động ô tô hộp số cơ khí xe số sàn anh chị ha, trên đường bằng người lái xe cần thực hiện các thao tác nào theo trình tự dưới đây? Nãy em có nói rồi, khi muốn khởi động xe số sàn anh chị cần phải đạp hết hành trình bàn đạp ly hợp chân con, hay gọi là cắt hết con ha. Thứ nhất, kiểm tra xung quanh, an toàn xung quanh ô tô, kiểm tra an toàn xung quanh xe ô tô, đạp ly hợp con hết hành trình vào số 1, đạp hết con vào số 1 ha. Còn đáp án số 1, đạp con nhả từ từ đến 1/2 hành trình bàn đạp ly hợp chân con, giữ trong 3 giây vào số 1, vậy là mình sẽ không vào số được ha anh chị ha. Anh chị lưu ý ha, đạp hết con vào số 1. Chọn ngay đáp án số 2 cho mình luôn ha. Câu 209. Khi vào số để khởi động xe ô tô có số tự động, anh chị lưu ý nè, số tự động ha, người lái xe phải thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn? Đối với xe số tự động thì mình không có bàn đạp ly hợp chân con, anh chị lưu ý ha, thì chân trái mình sẽ không hoạt động rồi. Bởi vì xe số tự động nó cũng giống như chiếc mô tô tay ga của mình, xe tay ga của mình đúng không? Khi muốn khởi động phải bóp phanh. Thay vì thì mình, đối với xe số tự động thì mình khi muốn khởi động thì mình phải đạp bàn đạp chân phanh hết hành trình vào số và nhả phanh tay, kiểm tra xung quanh có bị nhầm số không rồi mới cho xe lăn bánh. Anh chị nhớ ha, đạp bàn đạp chân phanh hết hành trình nha. Chọn ngay đáp án số 1 luôn ha. Câu 20. Khi điều khiển ô tô có hộp số tự động, xe số tự động ha, người lái xe sử dụng chân như thế nào là đúng để bảo đảm an toàn? Anh chị lưu ý ha, số tự động thì không có bàn đạp chân con nên chân trái mình sẽ không hoạt động ha, hay là không sử dụng chân trái, chân phải mình điều khiển bàn đạp chân phanh và chân ga. Anh chị lưu ý ha, chọn ngay đáp án số 1 luôn ha. 21. Khi điều khiển xe ô tô rẽ phải, anh chị lưu ý giúp em cụm từ rẽ phải. Ở chỗ đường giao nhau, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn? Cụm từ rẽ phải đúng không? Rẽ phải. Bây giờ anh chị rẽ phải thì phải có xi nhan bên phải tấp vào lề đường bên phải, đúng không anh chị? Đó mới đúng đúng không? Thì giờ mình tìm đáp án ha. Đáp án số 1, có tín hiệu rẽ phải, chính xác đúng không? Quan sát an toàn phía sau, điều khiển xe sang làn đường bên trái là sai rồi. Tín hiệu rẽ phải mà điều khiển xe sang làn đường bên trái là sai, đúng không anh chị? Đáp án số 3, cách chỗ rẽ một khoảng cách an toàn có tín hiệu rẽ phải, chính xác đúng không anh chị? Quan sát an toàn phía sau, điều khiển xe bám sát vào bên phải đường, chính xác luôn.
tăng tốc độ. À, nơi đường giao nhau mình tăng tốc độ lên là sai rồi, đúng không anh chị? Mình phải giảm tốc độ nữa mới đảm bảo an toàn, đúng không? Bởi vậy đáp án đúng nhất của mình ha, 1 và 2, 3 đã sai rồi, thì bây giờ còn đáp án số 2 thôi. Cách chỗ ghẽ một khoảng cách an toàn, có tín hiệu ghẽ phải, chính xác, đúng không? Quan sát an toàn phía sau, điều khiển xe bám sát vào bên phải đường, giảm tốc độ, và quan sát an toàn phía bên phải để điều khiển xe qua chỗ đường giao nhau. Chính xác đúng không anh chị? Chọn ngay đáp án số 2 giúp em luôn ha. Anh chị lưu ý những từ khóa màu đỏ ha và những từ khóa màu xanh ha. Từ khóa màu xanh nằm trong đáp án sai ha. Từ khóa màu đỏ nằm trong đáp án đúng của mình nha. 212. Lúc này là ô tô rẽ trái, anh chị lưu ý ha. Khi điều khiển xe ô tô rẽ trái ở chỗ đường giao nhau, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn? Rẽ trái trước tiên mình phải xin chuyển làn đường, đúng không? Có tín hiệu rẽ trái xin chuyển làn đường ha. Cách chỗ rẽ một khoảng cách an toàn, như đáp án số 2 đi. Cách chỗ rẽ một khoảng cách an toàn, có tín hiệu rẽ trái, đúng đúng anh chị? Tăng tốc độ. Nơi đường giao nhau mà mình tăng tốc độ là sai rồi, đúng không anh chị? Đáp án số 1 của mình ha. Cách chỗ rẽ một khoảng cách an toàn, giảm tốc độ ha. Có tín hiệu rẽ trái xin đổi làn đường, quan sát xung quanh đặc biệt là bên trái, đúng không? Mình rẽ trái mà. Đổi sang làn đường bên trái, cho xe chạy chậm tới phía trong của tâm đường giao nhau mới rẽ trái để điều khiển xe qua chỗ đường giao nhau. Anh chị lưu ý ha, chọn ngay đáp án số 1 giúp em luôn ha. 213. Khi lùi xe, người lái xe phải xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông? Khi lùi xe thì trong trường hợp này em nhắc lại ha, nếu mà cả 2 hoặc 3 đáp án đều xuất hiện cái từ quan sát đầu tiên thì mình chọn ngay đáp án dài nhất cho em ha. Quan nào dài là quan đúng ha. Chọn ngay đáp án số 1 ha. Lùi xe, quan sát bên hai bên, có nghĩa là quan sát bên trái và bên phải phía sau xe. Có tín hiệu cần thiết và lùi xe với tốc độ phù hợp ha. Anh chị lưu ý. 214. Khi tránh nhau trên đường hẹp, người lái xe cần phải chú ý những điểm nào để đảm bảo an toàn giao thông? Trong trường hợp tránh nhau trên đường hẹp, anh chị lưu ý ha. Thứ nhất, không nên đi cố vào đường hẹp. Mình biết đó là đường hẹp rồi, mình không nên đi cố vào đường hẹp ha. Không nên đi cố vào đường hẹp. Xe ở sườn núi nên dừng lại trước để nhường đường. Khi dừng xe nhường đường phải đổ ngay ngắn. Chính xác đúng không chị? Dừng xe nhường đường mà đổ không ngay ngắn làm sao người ta qua được, đúng không? Mình đã nhường đường mình phải đổ ngay ngắn lại ha. Rồi, số 2, trong khi tránh nhau không nên đổi số. Chính xác ha. Khi tránh nhau ban đêm phải tắt đèn pha, bật đèn cốt. Tắt pha bật cốt là chính xác rồi. Tắt đèn chiếu xa, bật đèn chiếu gần, đúng không? Đáp án số 3, khi tránh nhau ban đêm phải thường xuyên bật đèn pha, tắt đèn cốt là sai rồi. Bật đèn pha, tắt đèn cốt là ngược lại, đúng không anh chị? Sai rồi. Chọn ngay đáp án số 1 và số 2 mình là đáp án số 4 ha. Cả ý 1 và ý 2 giúp em ha. 215. Khi quay đầu xe, người lái xe cần phải quan sát và thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn giao thông? Tới đây mình cũng sử dụng mẹo mình làm ha. Cả hai đáp án đều xuất hiện từ quan sát đầu tiên hết, anh chị lưu ý ha. Là mình quan nào dài là quan đúng ha. Quan nào dài hơn đây? Quan số 1. Đúng anh chị? Chọn ngay đáp án số 1 giúp em luôn ha. Rồi. 216. Đây là câu hỏi điểm liệt, anh chị lưu ý ha. Coi đánh dấu sau. Khi đi từ đường nhánh ra đường chính, người lái xe phải xử lý như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Từ đường nhỏ đi ra đường lớn, đúng không? Từ đường nhánh đi ra đường chính mà. Đường không ưu tiên ra đường ưu tiên thì mình xử lý như thế nào đây anh chị? Giảm tốc độ nhường đường là đúng không? Chính xác rồi, đúng không? Cho xe đang đi từ đường chính từ bất kỳ hướng nào tới. Có nghĩa mình giảm tốc độ, mình nhường cho cái dòng xe đang đi từ đường lớn, đúng không? Đường chính từ bất kỳ hướng nào tới. Đáp án số 2, nháy đèn bấm còi để xe đi đường chính biết và tăng tốc độ. Sai đúng không? Mình từ đường hẻm ra đường lớn mình tăng tốc độ, mình vượt qua nữa là sai rồi. Tăng tốc độ ha. Đáp án số 3 cũng có cụm từ tăng tốc độ, cũng sai hoàn toàn, đúng không anh chị? Vậy mình chọn đáp án số 1 là đúng nhất ha. Giảm tốc độ nhường đường. Từ khóa của mình nha. Anh chị lưu ý những từ khóa màu đỏ và màu xanh ha. 217. Khi điều khiển xe trên đường vòng,
Người lái xe cần phải làm gì để đảm bảo an toàn? À, trong lúc này mình nhìn xuống đáp án. À, cả hai đáp án đều xuất hiện từ quan sát đầu tiên mình chọn luôn ha. Quan nào dài là quan đúng giúp em luôn. Đáp án số 1 ha. Rồi, câu 218. Khi điều khiển xe sử dụng hộp số cơ khí vượt qua gạnh lớn, cắt ngang mặt đường, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn? Anh chị nhớ, lưu ý nhớ giúp em, vượt qua gạnh lớn. À, khi mà gặp câu hỏi chỉ có một câu duy nhất thôi, mình sử dụng xe số sàn hộp số cơ khí nè, vượt qua gạnh lớn thì mình chọn đáp án nào xuất hiện hai lần từ từ giúp em ha. Hai lần từ từ có nghĩa là gài số 1 xong rồi đúng không? Đạp con vào số 1 đúng không? Hách con vào số 1, từ từ cho hai bánh xe trước xuống gảnh, sau đó tăng ga nhẹ cho hai bánh xe trước vượt qua gảnh, sau đó từ từ cho hai bánh xe sau xuống gảnh, sau đó tăng ga nhẹ cho xe vượt qua gảnh. Hai lần từ từ giúp em ha. Câu mà vượt qua gảnh lớn thì nhớ hai lần từ từ giúp em luôn. Chọn ngay đáp án số 3 luôn ha. Câu 219. Khi điều khiển ô tô qua đoạn đường ngập nước, anh chị lưu ý giúp em đoạn đường ngập nước ha. Người lái xe cần thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn? Thứ nhất, tăng lên số cao, tăng ga nghĩa là tăng tốc độ đúng không anh chị? Là sai rồi, qua đoạn đường ngập nước nữa mình tăng tốc độ nữa là sai đúng không? Mình đâu biết cái chỗ ngập đó là sâu hay cạn đâu đúng không? À, thứ hai, đạp ly hợp con hết hành trình tăng ga và giảm ga liên tục cũng sai luôn đúng không anh chị? Từ tăng ga là tăng tốc độ nè, đạp con mà tăng ga là xe bị hú lên ha, nó không đi nữa nha. À, ha, anh chị lưu ý điểm này ha. Thứ ba, 1 và 2 nó đã sai rồi thì giờ chỉ còn ý số 3 thôi ha. Quan sát ước lượng độ ngập nước và xe ô tô có thể vượt qua an toàn về số thấp. Anh chị lưu ý giúp em cụm từ về số thấp ha, luôn luôn là cụm từ nằm trong đáp án đúng của mình ha. À, về số thấp ở đây xe số sàn của mình là về số thấp, là số thấp hơn. Chẳng hạn như mình đang đi số 3, số 4 đi, về số thấp là số 1, số 2 chứ không phải về số 0 nha. Số 0 là trạng thái nghỉ ha, bỏ qua ha. Về số thấp, giữ điều tay ga, giữ vững tay lái để ô tô vượt qua đoạn đường ngập nước ha. Anh chị lưu ý về số thấp để cho động cơ mạnh hơn, tính năng máy mạnh hơn, tránh động cơ chết máy. Anh chị lưu ý ha, chọn ngay đáp án số 3 giúp em luôn ha. 220. Khi điều khiển xe ô tô trên đường trơn, cần chú ý những điểm gì để đảm bảo an toàn? Đường trơn trượt, đường mưa trơn hay đoạn đường nó ngập mới ngập nước mình chạy qua thì mình nhìn trên mặt đường của mình á sẽ in cái dấu bánh xe nằm trên chển, đúng không anh chị? In dấu xe nằm trên chển ha. Đối với đường trơn thì mình không được phanh đánh lái ngoặt và phanh gấp giúp em ha. Đối với đoạn đường trơn thì mình không đánh lái ngoặt và phanh gấp. Chọn ngay đáp án số 3, số 2 giúp em luôn ha. Đó, những từ khóa nằm trong đáp án của mình nha, anh chị lưu ý ha. 221. Khi điều khiển ô tô có hộp số tự động, xe số tự động ha, đi trên đường trơn trượt lầy lội hoặc xuống dốc cao và dài, người lái xe cần để cần số ở vị trí nào để đảm bảo an toàn? Mình cũng về số thấp kết hợp phanh chân để giảm tốc độ giúp em ha. Trong trường hợp này đường trơn trượt lầy lội nè, là mình chuyển qua số tay hay gọi là số bán tự động. Anh chị lưu ý ha, để cho tính năng máy nó mạnh hơn nha. Về số thấp kết hợp phanh chân để giảm tốc độ ha. Đáp án về số thấp luôn luôn là đáp án đúng của mình. Anh chị nhớ từ khóa về số thấp nha, từ khóa về số thấp giúp em ha. Về số thấp với cơ quan có thẩm quyền cấp phép nha. 22. Khi lái xe ô tô trên mặt đường có nhiều ổ gà, nhiều ổ gà đường xấu rồi đúng không anh chị? Người lái xe cần phải thực hiện thao tác như thế nào đảm bảo an toàn? Nhiều ổ gà mà đáp án số 2, số 3 tăng tốc độ là sai hoàn toàn rồi đúng không? Nhiều ổ gà đường xấu mà tăng tốc độ nữa sao đúng giờ? Mình phải giảm tốc độ về số thấp giúp em ha. Giảm tốc độ về số thấp và giữ điều ga. Chọn ngay đáp án số 1 luôn ha. Rồi, câu 223. Khi điều khiển ô tô gặp mưa to hoặc sương mù, người lái xe phải làm gì để đảm bảo an toàn? Anh chị lưu ý ha, cụm từ mưa to hoặc sương mù, trong này thì mình phải đặt bật đèn chiếu gần hoặc đèn vàng, đó là đèn sương mù ha. Điều khiển gạt nước, điều khiển ô tô đi với tốc độ chậm. Tốc độ chậm có nghĩa là mình đang giảm tốc độ, đúng không anh chị? Để có thể quan sát được, tìm chỗ an toàn dừng xe, bật đèn dừng khẩn cấp báo hiệu cho các xe khác biết ha. Đáp án số 2, có thể đáp án số 1 đúng ha, rất là đúng ha. Đáp án số 2 giờ mình đọc thử ha.
bật đèn chiếu xa là sai rồi, đúng không anh chị? Phải bật đèn chiếu gần mới đúng ha. Tăng tốc độ càng sai, đúng không? Bật đèn chiếu xa mà còn tăng tốc độ nữa ha, mưa to hoặc sương mù ha, tầm nhìn mình bị hạn chế rồi ha, cực kỳ nguy hiểm. Đáp án số 3, tăng tốc độ cũng sai luôn, đúng không? Tăng tốc độ là sai rồi, đúng không? Cả ý 2, ý 3 sai thì mình quay lại mình chọn ý số 1 là chính xác nhất ha anh chị, lưu ý giúp em ha. 224. Điều khiển xe ô tô trong trời mưa, người lái xe cần phải xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn? Anh chị lưu ý giúp em trong trời mưa. Thời tiết mình bây giờ là trong trời mưa ha. Trời mưa thì tầm nhìn mình bị hạn chế, đường chân chờ, đúng không anh chị? Thì bây giờ mình phải như thế nào đây? Đáp án số 2, mình xét 2, 3 trước ha. Đáp án số 2, phanh gấp nè. Khi xe đi vào dũng nước và tăng ga ngay. Tăng ga tăng tốc độ là sai hoàn toàn rồi, đúng không anh chị? Sai rồi ha. Bật đèn chiếu xa tăng tốc độ càng sai, đúng không anh chị? Mình phải giảm tốc độ, tăng cường quan sát, không nên phanh gấp, đúng không? Không nên tăng ga hay đánh lái vô lăng đột ngột. Bật đèn pha gần, mở chế độ gạt nước ở chế độ phù hợp để đảm bảo quan sát. Anh chị lưu giúp em ha, chọn ngay đáp án số 1 luôn ha. 225. Đây là câu hỏi có đánh dấu sao, anh chị lưu ý ha. Khi tầm nhìn bị hạn chế bởi sương mù và mưa to, điều kiện thời tiết gắt xấu, đúng không anh chị? Tầm nhìn bị hạn chế, người lái xe phải thực hiện các thao tác nào? Anh chị quan sát đáp án số 1 và đáp án số 3 đều có từ khóa tăng tốc độ, đúng không? Là sai rồi. Trong tầm nhìn bởi hạn chế mà mình tăng tốc độ là sai rồi, mình phải giảm tốc độ giúp em ha. Chạy cách xe trước với khoảng cách an toàn, bật đèn sương mù và đèn chiếu gần giúp em ha. Đáp án số 2 luôn ha. Câu 226. Khi đèn pha của xe đi ngược chiều gây chói mắt, làm giảm khả năng quan sát trên đường, người lái xe xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn? Anh chị lưu ý giúp em. Xe đi ngược chiều, đèn pha của xe đi ngược chiều gây chói mắt. Có một xe ngược chiều là nó bật đèn pha lên. Nhiều dòng xe đời mới bây giờ sử dụng đèn led á, bật lên nhiều khi mình không thấy đường luôn ha anh chị ha, cực kỳ nguy hiểm đúng không? Giảm khả năng bao quát quan sát của mình, mất an toàn. Thì mình như thế nào, mình xử lý như thế nào đây? Anh chị quan sát đáp án số 2, số 3 ha. Mình bật đèn chiếu xa, bật đèn pha chiếu xa lại nó, có nghĩa là mình đang chơi lại nó, hai thằng đấu nhau về đèn pha ha. Tình huống này là mình sai ha, có thể xảy ra tai nạn cực kỳ nguy hiểm ha. Rồi tăng tốc độ, người ta bật đèn pha, mình còn bật đèn pha mà mình tăng tốc độ lên nữa là càng sai, đúng không anh chị? Cực kỳ nguy hiểm, đúng không? Rồi mình phải giảm tốc độ, nếu cần thiết có thể dừng xe lại luôn ha, đảm bảo tính an toàn cao nhất giúp em ha. Chọn ngay đáp án số 1 luôn ha. Lưu ý với em những từ khóa màu đỏ ha, những từ khóa màu xanh là từ khóa nằm trong đáp án sai nha. Câu 227. Khi điều khiển ô tô tới gần xe chạy ngược chiều vào ban đêm, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn? Vào ban đêm hai xe đi ngược chiều với nhau thì mình chuyển từ đèn gì đây? Chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần. Anh chị lưu ý ha. Chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần, chính xác đúng không? Đáp án số 2 của mình như thế nào đây? Chuyển từ đèn chiếu gần sang chiếu xa là sai rồi, mình bỏ đáp án số 2 ngay từ đầu ha. Đáp án số 3, mình cũng chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần, nhưng mình nhìn thẳng vào đèn của xe chạy ngược chiều để tránh xe đảm bảo an toàn. Khi mình nhìn thẳng vào đèn của xe ngược chiều có nghĩa là xe mình có thể là đang tông trực diện vào xe ngược chiều, đó anh chị là sai rồi. Mình phải nhìn thẳng, không nhìn thẳng vào đèn của xe ngược chiều mà nhìn chết sang phải theo chiều chuyển động của xe mình. Anh chị lưu ý ha. Chọn ngay đáp án số 1 luôn ha. 228. Điều khiển xe ô tô trong khu vực đông dân cư cần lưu ý điều gì dưới đây? Trong khu vực đông dân cư thì nhiều xe qua lại, đông xe, đó anh chị, thì mình phải giảm tốc độ đến mức an toàn, quan sát, nhường đường cho người đi bộ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chính xác ha. Đi đúng làn đường, quy định chỉ được chuyển làn ở những nơi cho phép nhưng phải quan sát. Cả ý 1 và ý 2 đúng, mình chọn luôn ý số 3, cả ý 1 và ý 2 giúp em ha. 229. Câu 229, khi điều khiển xe ô tô tự đổ,
Người lái xe cần chú ý những điểm gì để đảm bảo an toàn? Xe tự độ đúng không? Khi chạy trên đường xấu, đáp án số 1 nè. Khi chạy trên đường xấu nhiều ổ gà nên chạy chậm để thùng xe không bị lắc. Chính xác đúng không? Lắc mạnh không gây hiện tượng lệch ben. Khi chạy vào đường vòng cần giảm tốc độ, chính xác ha. Không lấy lái gấp và không phanh gấp. Chính xác luôn anh chị ha. Rồi đáp án số 2, khi chạy trên đường quốc lộ, đường bằng phẳng thì không cần hạ hết thùng là sai đúng không? Nếu không hạ hết thùng là sai, khi di chuyển thì mình bắt buộc phải hạ hết thùng dù có chở hàng hay không chở hàng. Anh chị lưu ý ha. Khi đổ hàng phải chọn vị trí nền cứng. Chính xác ha, nền yếu đổ mềm lúng thì đổ lúng nguyên xe ở dưới luôn. Mất an toàn giao thông đúng không? Rồi dừng hẳn xe, kéo chặt phanh tay, sau đó mới điều khiển cơ cấu năng ben để đổ hàng, đổ xong hàng mới hạ thùng xuống. Chính xác ha anh chị, cả ý 1 và ý 3 chính xác thì mình chọn ý số 4, cả ý 1 và ý 3 ha. Ý số 2 đã sai rồi nhá. 230. Người ngồi trên xe ô tô cần thực hiện thao tác mở cửa như thế nào dưới đây để xuống xe một cách an toàn? Quy tắc mở cửa của mình ha, anh chị lưu ý ha. Câu này mình nhìn vô đáp án, cả hai đáp án đều bắt đầu bằng từ quan sát, thì là quan nào dài là quan đúng. Chọn ngay đáp án số 1 giúp em luôn ha. Chọn ngay luôn ha. Quan sát gương chiếu hậu và xoay người. Nếu quan sát gương chiếu hậu mình không thấy nữa, mình không muốn an toàn hơn nữa, mình xoay người về phía sau, phía trước và phía sau để phát hiện các phương tiện di chuyển tới gần. Khi đủ điều kiện an toàn, dùng tay cách xa cửa hơn mở hé cửa. Anh chị lưu ý ha. Rồi mở hé cửa, cụm từ mở hé cửa ha. Sau đó mở cửa ở mức cần thiết để xuống xe, vừa đủ mình xuống xe chứ không phải bung cửa rộng ra luôn. Anh chị lưu ý ha. Rồi 231. Khi đã đổ xe, đây là câu hỏi điểm liệt nha. Khi đã đổ xe sát lề đường bên phải, người lái xe phải thực hiện thao tác nào dưới đây khi mở cửa xuống xe để đảm bảo an toàn? Quy tắc mở cửa là gì đây? Mở quan sát. Mình muốn làm gì phải quan sát trước đúng không? Mình muốn mở cửa phải quan sát gương chiếu hậu phía trước và phía sau đúng không? Có phương tiện tới hay không? Nếu mà không quan sát thấy thì mình có thể nhồi cái người mình ra để quan sát luôn ha, đảm bảo tính an toàn. Khi mà quan sát phía trước và sau đảm bảo tính an toàn rồi, mình mới mở hé cánh cửa, có nghĩa là mở hé cửa ra ha. Nếu đảm bảo an toàn thì mở cửa ở mức cần thiết để xuống xe, không mở rộng quá ha. Đáp án số 2 của mình, mở cánh cửa và quan sát, mở cửa xong mình mới quan sát là sai rồi, đã quá muộn hả anh chị. Nhiều trường hợp tình huống giao thông, tai nạn giao thông thực tế do vấn đề mở cửa xe gây ra ha. Mở cửa hết hành trình, bung cửa mạnh ra hết luôn, càng sai đúng không anh chị? Đáp án đúng nhất là đáp án số 1 của mình ha. Chọn ngay luôn ha. Rồi 232. Để đạt được hiệu quả phanh cao nhất, người lái xe mô tô phải sử dụng các kỹ năng như thế nào? Phanh cao nhất, người lái xe mô tô thì mình muốn phanh được cao nhất thì người mình phải như thế nào đây? Phải giảm hết ga. Chẳng hạn như anh chị đang đi 5-60 anh phanh sao được đúng không? Anh phải giảm hết ga thì phanh mới đứng lại ngay được đó anh chị. Giảm hết ga, sử dụng đồng thời cả phanh trước và phanh sau, anh chị lưu ý ha. Giảm hết ga, sử dụng đồng thời cả phanh trước và phanh sau. 233, đây là câu hỏi điểm liệt, anh chị lưu ý ha. Khi đang lái xe mô tô ô tô, nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại để nhắn tin hoặc gọi điện, người lái xe phải thực hiện như thế nào trong các tình huống dưới đây? Đây là một trong những tình huống thực tế mình gặp rất là nhiều, anh chị lưu ý ha. Tất nhiên là mình không thể nào mà tăng tốc độ như đáp án số 3 được đúng không? Vừa tăng tốc độ mà vừa sử dụng điện thoại là sai rồi. Bây giờ chỉ còn lại đáp án số 1 và số 2 giảm tốc độ thôi. Nhưng đáp án số 1, giảm tốc độ để đảm bảo an toàn với xe phía trước và sử dụng điện thoại khi mình đang lưu thông luôn, có đảm bảo tính an toàn không chị? Câu này có thể là vẫn chưa đảm bảo tính an toàn cao nhất đúng không? Rồi đáp án số 2, giảm tốc độ để dừng xe ở nơi cho phép. Chính xác đúng không anh chị? Dừng xe sau đó sử dụng điện thoại để liên lạc. Chính xác ha. Câu này là đảm bảo tính an toàn cao nhất của mình ha. Chọn ngay đáp án số 2 giúp em ha. 234. Gương chiếu hậu của xe mô tô hai bánh có tác dụng gì trong các trường hợp dưới đây? Gương chiếu hậu nè, anh chị lưu ý gương chiếu hậu của xe mô tô ha, dùng để quan sát hai hướng bên trái và bên phải ở phía
phía sau ha, anh chị lưu ý ha. Đây là số 4, dùng để quan sát an toàn phía trước. Gương chiếu hậu khi nào quan sát an toàn phía trước không anh chị? À sai ha, dùng để quan sát an toàn phía sau cả bên trái và bên phải luôn ha. Chọn ngay đáp án số 3 giúp em. 235. Câu 235, khi điều khiển xe mô tô quay đầu, người lái xe cần thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn? Giờ mình muốn quay đầu đúng không? Thì mình phải bật tín hiệu báo rẽ trước khi quay đầu, đúng không? Từ từ giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại, đến mức an toàn có thể dừng lại ha. Rồi, chỉ quay đầu xe tại những nơi cho phép quay đầu. Chính xác đúng không anh chị? À, quan sát an toàn các phương tiện tới từ phía trước, phía sau. Đồng thời, hai bên đồng thời nhường đường cho xe đi từ bên phải và phía trước đi tới. À, anh chị lưu ý ha, cả ý 1 và ý 2, ý 3 đều thỏa mãn hết. Mình chọn ý số 4, tất cả những ý trên giúp em ha. 236. Tay ga trên xe mô tô hai bánh có tác dụng gì trong các trường hợp dưới đây? À, cái tay ga của mình trên xe mô tô có tác dụng gì anh chị? Thứ nhất, điều khiển xe về phía trước. Chính xác đúng không? À, điều khiển công suất động cơ, điều tiết công suất động cơ, qua đó điều khiển tốc độ xe chạy. Chẳng hạn như muốn xe 50 tăng ga, giảm ga, đúng không anh chị? À, tăng ga, giảm ga ha. Để điều khiển xe chạy lùi, đối với dòng mô tô hai tay ga xe mô tô hai bánh của mình thì chưa có chức năng chạy lùi, anh chị lưu ý ha. Đáp án số 3 mình bỏ qua ha, mình chọn ngay đáp án số 4 giúp em, cả ý 1 và ý 2 đúng ha. 237. Những thói quen nào dưới đây khi điều khiển xe mô tô tay ga? Anh chị lưu ý cho em cụm từ mô tô tay ga. Tham gia giao thông dễ gây tai nạn nguy hiểm. À, dễ gây tai nạn nguy hiểm là chỉ sử dụng phanh trước, anh chị lưu ý ha. À, chỉ sử dụng phanh trước, thói quen xấu của mình nha. 238. Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, người lái xe mô tô hai bánh cần điều khiển tay ga như thế nào trong các trường hợp dưới đây? À, bây giờ mình điều khiển tay ga như thế nào đấy? Khi mới bắt đầu thì mình tăng ga từ từ đúng không anh chị? À, tăng ga lên 30, 40, 50, 60 đúng không? Khi gặp chướng ngại vật thì mình giảm ga thật nhanh. À, tăng ga từ từ và giảm ga thật nhanh giúp em ha. Điều khiển tay ga của mình là tăng ga từ từ, giảm ga thật nhanh ha. Chọn ngay đáp số 3 luôn. 239. Kỹ thuật cơ bản để giữ thăng bằng khi điều khiển xe mô tô đi trên đường gồ ghề như thế nào trong các trường hợp dưới đây? Anh chị lưu ý giúp em cụm từ đường gồ ghề. Đường gồ ghề là đường có nhiều ổ gà cứ như vậy ha, đường xấu đi ha. Thì mình giữ thăng bằng như thế nào, đừng cho nó nảy người lên. Anh chị lưu ý ha. À, thứ nhất, đứng thẳng lên, đứng thẳng trên giá gác chân lái sau, đó hơi gập đầu gối và khuỷu tay. Đi chậm để không nảy quá mạnh. À, đi chậm nè, cụm từ đi chậm có nghĩa là mình đang giảm tốc độ đúng không anh chị? À, đến mức an toàn để không nảy quá mạnh ha. Số 2, ngồi lùi lại phía sau tăng ga. Đường gồ ghề, đường xấu mình còn tăng ga nữa là nảy mình luôn ha. À, rất là nguy hiểm nha. Thứ 3, ngồi là sang trái hoặc sang phải hay làm sao giữ thăng bằng được anh chị? À, là sai rồi. Chị có đáp án số 1 là chính xác nhất ha. Chọn ngay đáp án số 1 giúp em ha. 240. Câu hỏi có đánh dấu sao anh chị lưu ý ha. Khi điều khiển xe mô tô tay ga xuống đường dốc dài, độ dốc cao, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào dưới đây để đảm bảo an toàn? Anh chị nhớ giúp em là đường dốc dài và độ dốc cao ha. Thứ nhất, lưu ý cho em cụm từ đường dốc dài, độ dốc cao ha. Thứ nhất, giữ tay ga ở mức độ phù hợp. Chính xác đúng không anh chị? Xe mô tô mà mình xuống được dài, giữ tay ga ở mức độ phù hợp ha. Sử dụng phanh trước và phanh sau để giảm tốc độ cũng chính xác luôn đúng không? Đáp án số 2, nhả hết tay ga. À, nhả hết tay ga tắt động cơ, mình thả cho trôi dốc là sai ha. Lỡ gặp một chướng ngại vật hoặc một sự cố gì trên đường thì mình không kịp xử lý là rất nguy hiểm ha. Sử dụng phanh trước là càng sai đúng không? Đang có độ dốc dài mà tốc độ cao, độ dốc cao thì xuống là một tốc độ cao, mình sử dụng phanh trước là cực kỳ nguy hiểm ha, có thể lộn ngược lại luôn nha, anh chị lưu ý ha. Rồi, đáp án đúng nhất của mình là đáp án số 1 ha. Giữ tay ga ở mức độ phù hợp, sử dụng phanh trước và phanh sau để giảm tốc độ, kết hợp giữa hai phanh giúp em ha. Rồi, chọn ngay đáp án số 1 ha. Anh chị lưu ý những từ khóa màu xanh ha, từ khóa nằm trong đáp án sai nha.
Và đây là câu hỏi điểm liệt nha, anh xin nhắc lại ha. Khi đi thi mình sai nghe những câu này là điểm bài thi của mình bị đánh trượt luôn nha, anh chị lưu ý nha. 241 lại là một câu hỏi điểm liệt, trên câu hỏi có đánh dấu sao ha. Khi điều khiển ô tô xuống đường dốc dài, độ dốc cao, người lái xe số tự động cần thực hiện thao tác nào dưới đây để đảm bảo an toàn? À, xe số tự động đúng không? À, thì mình phải về số thấp giúp em ha. Nhả bàn đạp ga về số thấp. À, chứ về số 0 là sai rồi, N là sai rồi đó anh chị. Về số thấp trong trường hợp này là mình chuyển thành số bán tự động ha, số tay. Anh chị lưu ý ha. Về cụm từ về số thấp giúp em ha. Chọn ngay đáp án số 1 luôn ha. 242. Khi điều khiển ô tô xuống dốc cao, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào dưới đây để đảm bảo an toàn? À, ô tô xuống dốc cao thì mình làm sao đây? Mình cũng về số thấp. Anh chị lưu ý cho em cụm từ về số thấp ha. Chọn ngay đáp án về số thấp giúp em luôn ha. Đáp án số 3, về số 0 sai rồi. Tăng lên số cao cũng sai rồi đúng không? Chọn ngay đáp án số 2 ha. 243. Khi xuống dốc muốn dừng xe. À, đây là một trạng thái dừng xe ha. Tất nhiên khi mình muốn dừng xe thì anh chị phải tấp vào lề đường bên phải. Chính xác không? Khi tấp vào lề đường bên phải thì mình phải có xi nhan rẽ phải. À, lưu ý cho em những cái cụm từ đó ha. Người lái xe cần thực hiện thao tác nào để đảm bảo an toàn? À, như đáp án số 2 đây. Có tín hiệu rẽ phải, chính xác đúng không? Dừng xe thì mình tấp vào lề đường bên phải rồi. Khi tấp vào lề đường bên phải có tín hiệu rẽ phải ha. Có tín hiệu rẽ phải, chính xác. Điều khiển xe sát vào lề đường bên trái là sai rồi. Mình tín hiệu rẽ phải, mình điều khiển xe sát vào lề đường bên trái sao đúng, đúng không anh chị? À, đáp án số 3, có tín hiệu rẽ trái thì nó càng sai, đúng không anh chị? Là sai luôn rồi. 2, 3 sai thì mình chọn lại đáp án số 1 giúp em ha. Mình xem lại đáp án số 1 nè. Có tín hiệu rẽ phải, chính xác, đúng không anh chị? Điều khiển xe sát lề đường bên phải, chính xác luôn ha. Đạp phanh sớm và mạnh hơn lúc dừng xe trên đường bằng để xe đi với tốc độ chậm. À, chính xác ha. Cái này mình xuống dốc mà, đúng không? À, mức dễ dàng dừng lại được về số 1, đạp nửa ly hợp con để cho xe đến chỗ dừng. À, khi xe đã dừng thẳng về số 0, trạng thái nghỉ ha. Đạp phanh chân và kéo phanh tay tránh trôi xe. Anh chị lưu ý ha. Rồi, chọn ngay đáp án số 1 giúp em luôn. 244. Câu hỏi có đánh dấu sao? Đây là câu hỏi điểm liệt nha. Khi đi thi mình nhớ làm đúng những dạng câu hỏi này giúp em ha. Để giảm tốc độ khi ô tô đi xuống đường dốc dài, người lái xe phải thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn? Mình cũng chọn đó là về số thấp giúp em luôn ha. Đáp án nào xuất hiện từ về số thấp? Chọn ngay giúp em ha. Chọn ngay đáp án số 2 luôn ha. Rồi, nãy giờ mình có để ý ha, tất cả các câu hỏi đáp án về số thấp luôn luôn là đáp án đúng. Mình nhớ ha, cụm từ về số thấp giúp em ha. 245. Khi điều khiển ô tô lên dốc cao, à, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào lên dốc cao? Cũng vậy ha, mình cũng chọn đáp án đó là về số thấp từ chân dốc. À, để cho tính năng máy mạnh hơn. À, tránh động cơ chết máy ha. Anh chị lưu ý ha. Về số thấp chọn ngay đáp án số 2 luôn ha. Lưu ý những từ khóa màu đỏ giúp em ha. Điều chỉnh ga cho xe từ từ lên dốc, đến gần đỉnh dốc phải đi chậm, đi sát về bên phải đường, có tín hiệu còi đèn để báo cho người lái xe đi ngược chiều biết. Chính xác ha anh chị ha. Rồi, 246. Lại là câu hỏi có đánh dấu sao, anh chị lưu ý ha. Đây là dạng câu hỏi về đường giao nhau, đường bộ với đường sắt. À, anh chị lưu ý giúp em ha. Khi đường bộ với đường sắt thì phương tiện giao thông ưu tiên cao nhất đó là phương tiện giao thông đường sắt nha. Phương tiện giao thông đường sắt là ưu tiên cao nhất ha. Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt thì loại phương tiện nào được quyền ưu tiên đi trước? Là phương tiện giao thông đường sắt là ưu tiên cao nhất. Anh chị lưu ý ha. Khi thanh chắn đã hạ xuống có nghĩa là báo còi hoặc đèn đã báo hiệu lên, kể cả xe ưu tiên cũng phải dừng lại theo luật định mình ha. Rồi, phương tiện giao thông đường sắt, lưu ý giúp em phần này ha. Rồi, câu hỏi có đánh dấu sao nha, câu điểm liệt. 247. Tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, quyền ưu tiên thuộc về loại phương tiện nào? Giữa đường bộ và đường sắt thì quyền ưu tiên cũng thuộc về phương tiện đường sắt. Anh chị lưu ý giúp em ha. Phương tiện đường sắt
nhá. Chọn ngay đáp án số 3 luôn ha. 248. À, từ câu 248 thì mình bước vào những câu hỏi liên quan đến đường sắt. Liên quan đến đường sắt thì em sẽ có một cái mẹo nho nhỏ để anh chị nào lỡ mà mình có quên đi thì mình vẫn còn nhớ cái phần đáp án mình chọn ha, là chọn ngay đáp án được luôn ha. Bây giờ mình sẽ trở lại cái file mẹo để em hướng dẫn cho anh chị về cái câu những câu hỏi liên quan đến đường sắt ha. Những câu hỏi là liên quan đến phương tiện đường sắt, áp dụng từ câu 248 đến 254. Anh chị lưu ý ha. Thì chọn ngay cái đáp án chứa từ tất cả, cả đúng 500m và 5m. À, chọn ngay đáp án chứa từ tất cả đúng 500m, 5m. Anh chị lưu ý những từ khóa này giúp em ha. Câu hỏi đường sắt là liên quan từ câu 248 đến 254. Mình có 7 câu. Anh chị lưu ý ha. Bây giờ mình bắt đầu vào câu 248. Câu 248 ha. Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ, kể cả những xe có quyền ưu tiên, đều phải dừng lại bên phải đường của mình và trước vạch dừng. À, xe cát tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt khi có báo hiệu dừng nào sao đây? À, khi thứ nhất thanh chắn, khi hiệu lệnh của nhân viên gác chắn, khi có hiệu lệnh của nhân viên gác chắn nghĩa là đoàn xe đang dần tới gần mình, đúng không? Đèn đỏ, hiệu của đèn nè, đèn đỏ sáng nháy, cờ đỏ, biển đỏ, anh chị lười ha. Còi chuông kêu, trắng đã đóng. À, thì là mình phải dừng lại, tất cả phương tiện giao thông phải dừng lại, kể cả xe ưu tiên theo luật định của mình, một khoảng cách tính từ gây gần nhất đó là 5m tối thiểu ha. Anh chị lưu ý giúp em ha. Tất cả những hiệu lệnh này đều phục vụ cho đường sắt, báo hiệu đường sắt, anh chị lưu ý ha. Nên mình chọn tất cả những ý trên. Đó. Là tất cả nè. À, từ khóa làm nên đáp án tất cả nè, anh chị lưu ý ha. 249. Khi xe ô tô mô tô đến gần vị trí giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, không có rào chắn khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng, hoặc khi có tiếng chuông báo hiệu, người lái xe xử lý như thế nào? À, khi có báo hiệu đoàn tàu hỏa đang sắp đến thì mình xử lý như thế nào đây? Cho xe dừng lại ngay và giữ khoảng cách tối thiểu đó là 5m tính từ gây gần nhất, từ khóa của mình là 5m. Anh chị lưu ý ha. Tàu hỏa ta gần tới rồi thì mình phải dừng lại ha, mà dừng lại với khoảng cách an toàn tối thiểu tính từ gây gần nhất đó là 5m nha. Chọn ngay đáp án số 4 giúp em luôn. Chú ý 5m giúp em ha. 250. Tại nơi đường giao nhau cùng mức giữa đường với đường sắt, chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng, có nghĩa là báo hiệu đoàn tàu hỏa đang đến, đúng không anh chị? Hoặc là có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông phải dừng lại ngay và giữ khoảng cách tối thiểu bao nhiêu mét tính từ gây gần nhất? Đó là khoảng cách đó là 5m giúp em ha. Khoảng cách tối thiểu tính từ gây gần nhất đó là 5m ha. 251. Lại là một câu hỏi điểm liệt có đánh dấu sao, anh chị lưu ý ha. Khi điều khiển xe qua đường sắt, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào dưới đây để đảm bảo an toàn? À, thứ nhất, khi có chuông báo hoặc thanh chắn đã hạ xuống, người lái xe phải dừng xe tạm thời đúng khoảng cách an toàn, đó là tối thiểu tính từ gây gần nhất đó là 5m, đúng không anh chị? Kéo vanh tay nếu đường dốc hoặc phải chờ lâu, tránh trôi xe, đúng không? Chính xác. Khi không có chuông báo hoặc thanh chắn không hạ xuống, người lái xe phải quan sát, nếu thấy đủ điều kiện an toàn thì về số thấp. Anh chị nhớ cụm từ về số thấp đúng không? À, tăng ga nhẹ và không thay đổi số trong quá trình vượt qua đường sắt để tránh động cơ chết máy, cho xe vượt qua giúp em ha. Có nghĩa là trong trường hợp này mình không thấy những tín hiệu của đường sắt phát lên, thanh chắn hạ xuống, đèn báo hiệu như thế nào đó, có nghĩa là đoàn tàu chưa tới, đúng không? Thì mình vượt qua giao lộ giữa đường bộ và đường sắt ha. Thì cả ý 1 và ý 2 đều đúng hết, nên mình chọn ý số 3 giúp em. Cả ý 1 và ý 2 ha. Từ cả, nãy tất cả đúng 500m, 5m, anh chị lưu ý ha. Rồi, 252. Khi lái xe ô tô qua đường sắt, không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông, người lái xe phải xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn? À không, nơi giao lộ đó không có gì hết, thì mình xử lý như thế nào đây? Tạm dừng xe tại vị trí cách đường sắt tối thiểu là 5m tính từ gây gần nhất nha.
hạ kính cửa, tắt các thiết bị âm thanh trên xe, quan sát nếu không có tàu chạy qua về số thấp để mình quá trình vượt qua mình tránh động cơ chết máy, đúng không anh chị? Tăng ga nhẹ để tránh động cơ chết máy cho xe vượt qua. À, anh chị lưu ý ha. Đáp án số 2, tại vị trí cách đường sắt tối thiểu 5m, quan sát phía trước, nếu tàu còn cách xa, tăng số cao là sai hoàn toàn rồi, mình phải về số thấp, anh chị lưu ý ha. Chọn ngay đáp án số 1 giúp em luôn ha. Đáp án số 2 nó sai rồi. Tăng ga trong trường hợp này mình tăng ga nhẹ thế, vừa đủ cho xe vượt qua an toàn được ha. 253. Khi lái xe ô tô qua đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông, người lái xe thực hiện thao tác tạm dừng xe tại vị trí cách đường sắt tối thiểu 5m, hạ kính cửa, tắt các thiết bị âm thanh trên xe, quan sát nếu không có tàu chạy qua thì về số thấp. À, tăng ga nhẹ để tránh động cơ chết máy cho xe vượt qua để đảm bảo an toàn là đúng hay không? À, tất nhiên là mình chính xác anh chị, đúng ha. À, chọn ngay đáp án cho em luôn, đúng ha. Tất cả đúng 500m và 5m, anh chị lưu ý ha. 254. Khi xe ô tô bị hỏng tại vị trí giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, người lái xe xử lý như thế nào? À, giữa giao lộ, giữa đường bộ và đường sắt thì mình nhanh chóng đưa xe ra khỏi giao lộ đó, càng nhanh càng tốt ha. Trong trường hợp bất khả kháng xe mình lỡ hỏng đột xuất tại vào giao lộ đó thì trước tiên mình phải đặt biển cảnh báo báo hiệu ở hai đầu tối thiểu đó là 500m giúp em ha, 500m nè. Nhanh chóng đặt báo hiệu trên đường sắt cách tối thiểu 500m về hai phía để báo cho người điều khiển phương tiện đường sắt. Tìm cách báo cho người quản lý đường sắt nhà ga nơi gần nhất, đồng thời bằng mọi biện pháp nhanh chóng đưa ô tô hỏng nè, xe của mình nè, ra khỏi phạm vi an toàn đường sắt, có nghĩa ra khỏi cái giao lộ đó, càng nhanh càng tốt. Anh chị lưu ý ha, chọn ngay đáp án số 1 giúp em luôn ha. Đáp án số 2, tại sao nó sai đây? Nhanh chóng đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại vị trí xe ô tô bị hỏng để đoàn tàu dừng lại. À, tàu sắt thế vậy, ở đâu không muốn dừng là dừng, đó anh chị là sai hoàn toàn rồi. Liên hệ ngay với đơn vị cứu hộ để đưa ô tô hỏng ra khỏi phạm vi đường sắt. Mình phải đặt biển cảnh báo trước. À, sai ha, mình xong phải báo cho ban quản lý đường sắt biết là vị trí ngay giao lộ đó có xe bị hỏng để điều khiển đường sắt ha. Xong rồi mình phải nhanh chóng đưa xe ra khỏi giao lộ, càng nhanh càng tốt cho em ha. Rồi, hai. Rồi, hôm nay mình tìm hiểu đến câu 254. Thì trong quá trình xem, anh chị có thắc mắc vấn đề gì thì cứ để lại bình luận bên dưới, em sẽ cố gắng phản hồi cho mình càng sớm ha. Rồi, nếu mà cần thiết thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em không? Qua số điện thoại hoặc Zalo em để trên màn hình ha. Nếu anh chị xem video này cảm thấy hữu ích của mình, hỗ trợ mình trong việc mình thi bằng lái thì mình có thể cho em một like hoặc một chia sẻ ha, để em hoàn thiện những video tiếp theo hơn.